Mình thấy cái tư vấn đấy nó là được cắt may theo từng người ấy, kiểu như là một dạng như vậy. Và mình thấy cái chuyện đấy là một chuyện rất là hay, bởi vì không phải là cứ tất tần tật đều có nụ cười giống nhau mà nụ các cái hàm răng đều như ở trên quảng cáo. Thì mình thấy cái này nó đưa nó nụ cười có tính cách. Mình tên là Nguyễn Thu Quỳnh, mình sống ở Đan Mạch. Lý do lớn nhất chắc đến WinSmile là tại vì là mình thấy ở đây có vẻ chuyên về làm về mảng răng sứ thẩm mỹ. Thì mình thấy là đi về là cái gì chuyên thì chắc là sẽ hay hơn. Thế là mình đấy là cái một trong lý do, với cả lại các bạn có đánh giá ở trên mạng rất là tốt. Trước khi mình làm sứ thì mình có niềng răng rồi. Niềng răng thì có làm răng Invisalign, làm chỉnh răng cho đều rồi. Thì nhưng mà mình không có hài lòng về màu sắc của răng, bởi vì là cái màu của thời Tetasilin thì màu nó hơi tối. Mình muốn cho nó trông sáng hơn, chỉ đơn giản thế thôi. Để mình dán sứ veneer tại vì mình muốn cải thiện cái màu răng thôi, nhưng mà mình hơi nhát thì mình không muốn là phải sửa đổi nhiều quá. Thế là mình vẫn có cái sự gắn bó với cái hàm răng của mình. Mình chỉ muốn cái màu sắc của nó sáng hơn thôi, thì mình tìm cái giải pháp nào cho nó hợp lý nhất cho cái điều mình mong muốn. Mình thấy là cái phương pháp này phương pháp ít xâm lấn nhất. Thì tính mình cũng hơi nhát, cho nên là thành ra là mài càng ít càng tốt. Như thế thì cái răng của mình nó vẫn không bị ảnh hưởng. Mình cũng đỡ suy nghĩ là liệu nó có bị lạnh không, liệu nó có bị ảnh hưởng như thế nào. Thì cái nào mà ít xâm lấn nhất thì mình sẽ muốn thử. Và miễn là giải quyết được những cái vấn đề của mình là mình muốn cái nụ cười sáng hơn và đều hơn. Mình nghĩ là cái lựa chọn đấy là lựa chọn mà rất là đúng. Thì thấy bạn Uyên có cái mắt nhìn rất là hay, ngắm răng lên form răng rất là đẹp, xong chỉnh theo các cái hướng, tức là luôn luôn có một cái nhìn tốt, cái nhìn sắc sảo, và nhìn ra được cái vấn đề rất là nhanh, và cũng tư vấn cho mình các cái góc răng hay là những cái gì mà bạn tư vấn mình thấy đều rất là hợp lý. Khuyên mình là về các cái dáng như thế này, các cái màu ra sao, và bắt đầu cũng cho mình cái sự lựa chọn nhé. Thì mình rất vui là mình có cái sự tư vấn đây, cái sản phẩm mà mình có mình rất là hài lòng. Bản thân Uyên cũng là một người sử dụng cái sản phẩm của chính mình nhé, thì cái đấy cũng là một cái khiến cho khách hàng cũng dễ gần gũi hơn, dễ hiểu hơn là như thế là cần phải làm những cái gì và làm thế nào để thế, và nếu mà màu này thì sao, màu kia sao, dáng răng như thế nào. Thực ra thì mình thấy cái đấy cũng là một cái điểm đặc biệt của bên mình. Thì mình thấy là ở đây đã rất là mọi người rất là cố gắng để mà nghe xem khách hàng muốn gì, và xong đấy tìm một cái giải pháp để mà hợp với cho cái người đấy. Cũng giống như là đối với mình thì mình tương đối gắn bó với cái răng cũ của mình, thì mình muốn giữ cái form răng, mình muốn là có thể là cái nụ cười nó sẽ không hoàn hảo, nhưng mà nó sẽ thuộc về mình, nó có cái dấu ấn của mình. Nên các bạn cũng sẽ theo những cái điều đấy, các bạn đã chỉnh cho mình theo cái răng mà nó vẫn giữ cái dấu ấn của mình, và đồng thời nó vẫn sáng đều, vẫn rất là đẹp, kể cả về các cái hướng form dài răng hay độ dài ngắn gì đấy. Thì là mình thấy cái tư vấn đấy nó là được cắt may theo từng người ấy, kiểu như là một dạng như vậy. Và mình thấy cái chuyện đấy là một chuyện rất là hay, bởi vì không phải là cứ tất tần tật đều có nụ cười giống nhau mà nụ các cái hàm răng đều như ở trên quảng cáo. Mình thấy cái này nó đưa nụ cười có tính cách. Mình thấy cái yếu tố tốt nhất là cái thời gian và sự tận tình, là mình có thể được đạt được cái hàm răng như ý hay là những nụ cười như ý trong thời gian rất là gọn gàng thôi. Hôm đấy mình đến làm đây thực ra là rất ảnh hưởng các bạn, bởi vì là cái giờ làm của mình, vì cái lịch bay của mình rất là bị muộn, đến làm xong lúc 10 rưỡi tối thứ sáu luôn. Thì hôm đấy có bốn bạn, nhớ mình vẫn nhớ, hôm đấy là có Uyên này, có Nhung này, có bác sĩ Đình Đức với cả Kiên nữa, cũng ngồi đợi rất là lâu, rất là đợi và rất là kiên nhẫn, là làm từng cứ một thôi, chị cứ từ từ chị ạ, mình làm cho nó đẹp, rất là kiên nhẫn, rất là từ từ. Hôm đấy Uyên bắt đầu rất là muộn, em cũng đến để mà chỉnh được cái form răng xong yên tâm rồi thì mới đi về. Mình cảm thấy là ở đây thì ai cũng có làm rất là tốt cái khâu công việc của mình và rất là tận tâm. Thực sự là mình thấy rất là vui, mình rất là cảm ơn vì điều đấy. Nói thật thì nếu mà mình quá để ý vào chi phí thì thực ra là mình sẽ không đến đây, bởi vì là mình cũng có nghe nói chỗ này làm răng bao nhiêu, chỗ này kia bao nhiêu, nhưng mà đối với mình thì gọi là cái sự tận tâm là một này, sự yên tâm là hai, và là trong cả cái chu trình đấy thì mình cảm thấy là mọi bước là đều được, các bạn đều rất là cẩn thận. Sau mỗi cái bước làm răng thì các bạn đều có cái buổi thăm khám lại, xong rồi giúp mình đã làm các cái máng đặt, những cái sự chu đáo đấy thì mình không thấy ở những cái chỗ khác. Đối với mình thì là mọi người nên tự cân nhắc là thí dụ đối với cái gì là quan trọng, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là cái sự chu đáo là rất là quan trọng và mình có thể yên tâm. Đối với một hàm răng mà nói thì đấy là kiểu là mình sẽ có thể sử dụng nó một cách yên tâm rất là lâu dài, sáng và không có vấn đề gì cả. Cái đấy đối với mình là quan trọng nhất.